Hai gọi. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh, học khoa công nghệ thông tin, trường Đại học Đại Nam. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước cơ bản để các bạn soạn thảo một văn bản trong Microsoft Word 2010. Đầu tiên, chúng ta vào View, bật thành công cụ Thước. Ở đây, thước của tôi đang để ở đơn vị đo là inch. Tôi muốn chuyển sang cm. Chúng ta vào File, chọn Option, ấn Advanced, lướt xuống, chọn Display, ngoài inch cm, chúng ta sẽ có mm, point và pix, chọn cm, bấm OK. Về phông chữ, chúng ta sẽ chọn phông chữ Times New Roman. Cỡ chữ, tiêu đề chúng ta sẽ để cỡ chữ 14 hoặc 16. Cỡ chữ trong văn bản, chúng ta sẽ để 13. Ở đây chúng ta sẽ có căn lề trái, căn lề ở giữa, căn lề về bên phải và căn lề hai bên. Ở đây, cỡ chữ của tôi vẫn chưa đúng trình tả. Tôi sẽ chuyển về các chữ N, D và T thành chữ in hoa. Chúng ta sẽ có chọn, đây chúng ta sẽ có là chọn chữ cái in hoa đầu dòng hoặc chữ in thường. Tất cả đều in hoa. In hoa chữ cái đầu tiên và in thường chữ cái đầu tiên, còn lại sẽ in hoa. Tiếp tục, khoa công nghệ thông tin trường Đại học Đại Nam. Chúng ta sẽ chọn in hoa chữ cái đầu tiên. Tiếp tục, chúng ta sẽ có đặt chế độ cho màu sắc của chữ. Đây sẽ có đủ tất cả các màu cho các bạn lựa chọn. Sẽ có tiếp tục đánh ký tự đầu dòng đánh số đầu dòng đánh các số thụt lùi. Tiếp tục, chúng ta sẽ chọn chèn bảng. Đây sẽ có một bảng mẫu để các bạn chèn khi bảng của các bạn vừa nhỏ, hoặc các bạn có thể dùng insert table đánh số cột và đánh số hàng. Chúng ta sẽ có 7 cột và 5 hàng. Tiếp tục, ở đây chúng ta sẽ có là chuyển trang, chèn này, chèn. Chúng ta sẽ có những hình vẽ khuôn dạng cho các bạn lựa chọn. Chúng ta có thể chèn chữ được vào.
ta sẽ chọn chèn chữ. Tiếp tục những hình vẽ 2D. Và chúng ta cũng có thể chèn được hình ảnh, chèn được cỡ chữ lên. Tiếp tục biểu đồ. Tôi có biểu đồ cột, biểu đồ chóp, biểu đồ đường, biểu đồ tròn. Chúng ta sẽ có screenshot, chụp ảnh màn hình. Đây là hyperlink. Chúng ta sẽ có thể sao chép một đường link lên trên Word, nhớ hyperlink. Đánh trang văn bản, chúng ta chọn page number. Tiếp tục, ở đây chúng ta sẽ có đánh số đầu trang về bên trái, đánh số đầu trang ở giữa và đánh số đầu trang về bên phải. Tiếp có button, chúng ta sẽ có đánh lề về bên trái, đánh dấu trang ở dưới, ở giữa, đánh dấu trang ở dưới, lề bên phải. Ta sẽ chọn ở giữa. Vậy trang của tôi là trang thứ 3. Tiếp tục, ta sẽ có work art, chữ nghệ thuật. Sang bên layout chúng ta sẽ có chỉnh size giấy. Ta sẽ có letter, có lega, có A3, A4, A5, A6. Ta sẽ có thể chia văn bản ra làm các cột, gồm 1 cột, 2 cột, 3 cột. Cột về bên trái, cột nhỏ về bên trái và cột nhỏ về bên phải. Ngoài ra chúng ta sẽ có chữ chèn bên văn bản. Page color là màu sắc của trang giấy. Tiếp tục sẽ có border là đường viền cho văn bản. Bài hướng dẫn sử dụng Word 2010 trong soạn thảo văn bản của tôi đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công cho việc soạn thảo văn bản trên phần Word.